Theo các chuyên gia y tế, hiện đang là mùa cao điểm kiến ba khoang hoành hành với những yếu tố thuận lợi như thời tiết, thức ăn để kiến ba khoang phát triển, đặc biệt là đối với các khu dân cư sống cạnh cánh đồng, ao hồ, nơi có nhiều thực vật là nguồn thức ăn cho kiến. Trong kiến ba khoang có một chất độc tên là pederin, có độc tính cao gấp từ 12 đến 15 lần chất độc của rắn hổ mang. Chất này gây ức chế phân bào, người dân không biết khi gặp kiến ba khoang thường dùng tay đập, sau đó bị chất độc dính vào tay dẫn đến viêm da tiếp xúc với côn trùng. Tại vùng tổn thương, người bệnh có cảm giác rát bỏng tại chỗ, thương tổn trên diện rộng có thể gây sốt nhẹ, nổi hạch lân cận. Vì vậy, người dân khi gặp kiến ba khoang tuyệt đối không được đập, giết bằng tay mà phải dùng chổi quét đi hoặc dùng thuốc diệt côn trùng. Nếu như phát hiện bị ảnh hưởng bởi chất độc kiến ba khoang thì tùy theo mức độ để xử lý. Nhẹ thì có thể bôi thuốc giúp vết thương giảm khó chịu, nặng thì cần phải đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị.